Xin chào quý vị và các bạn. Kênh Xe Channel là kênh chuyên về xe ô tô và xe máy. Kênh Xe Channel xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn video khuyến mãi sốc khi mua Honda Win 150 từ ngày 20 tháng 3. Quý khách hàng sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn lên tới 5 triệu đồng từ Honda khi mua xe côn tay Win 150 từ ngày 20 tháng 3 đến hết ngày 20 tháng 5. Hiện tại giá xe Honda Win 150 đang được định giá từ 45,5 triệu đồng. Để nhân thêm niềm vui mua sắm và đem đến cho khách hàng cơ hội sở hữu những sản phẩm chất lượng cao, hãng Honda Việt Nam thực hiện chương trình ưu đãi tặng kính thời thượng ngầu như thần tượng trị giá lên tới 5 triệu đồng dành riêng cho những khách hàng mua xe Win 150 do Honda Việt Nam sản xuất. Theo đó, tất cả các khách hàng khi mua xe Win 150 do Honda Việt Nam sản xuất trong thời gian thực hiện chương trình ưu đãi tại các cửa hàng bán xe Honda trên toàn quốc bao gồm cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm và cửa hàng bán xe máy thông thường sẽ nhận được một phần quà tặng là kính mắt thời trang Polis chính hiệu từ Italia trị giá lên tới 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội mua xe Honda Win và Honda Blade trả góp với chính sách hấp dẫn từ công ty tài chính Jack và HD Sài Gòn tại các hãng của Honda trên toàn quốc. Trả trước từ 0 đồng, lãi suất hấp dẫn chỉ từ 0,79%, thủ tục đơn giản và nhanh gọn. Trong phân khúc xe côn tay của Honda Việt Nam, cái tên đang thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách hàng là mẫu xe Win 150. Đây là mẫu xe côn tay đầu tiên được Honda sản xuất tại Việt Nam sau khi bắt đầu tham gia thị trường xe côn tay với mẫu xe MSX125 được nhập khẩu từ Thái Lan. Win 150 sở hữu thiết kế thể thao với những đường cong góc cạnh ấn tượng cùng khối động cơ 150cc, cam đôi DOHC, hộp số 6 cấp cho khả năng vận hành mạnh mẽ, được hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm lái thú vị cho những người ưa thích phân khúc xe này trong tương lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ kênh của chúng tôi bằng cách đăng ký kênh miễn phí và like, comment dưới video để góp ý. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Take a body's high.